Thông báo tuyển dụng vị trí giảng viên. Trường dạy nghề Thanh Xuân là trường dạy nghề uy tín số 1 đầu tiên tại Hà Nội. Hiện nay, trường đào tạo 20 ngành nghề sửa chữa có nhu cầu cao về nguồn nhân lực. Với nhu cầu và số lượng học viên tăng cao, nhà trường đang tìm kiếm những giáo viên giảng viên tâm huyết, có năng lực và kinh nghiệm để cộng tác và gia nhập đội ngũ giáo viên giảng viên hiện tại. Với 30 năm hình thành và phát triển, đây chính là ngôi trường làm việc thân thiện, đầy kinh nghiệm và nhiều cơ hội, là nơi lý tưởng để bạn phát huy tối đa khả năng của bản thân. Hiện nay trường dạy nghề Thanh Xuân đang tuyển dụng 2 vị trí: giảng viên dạy nghề nội thất ô tô, giảng viên điện máy gầm ô tô. Quyền lợi khi ứng tuyển: ứng viên sẽ có thu nhập từ 12 đến 15 triệu đồng trên một tháng, được làm việc trong môi trường giáo dục thân thiện và chuyên nghiệp. Ngoài ra, ứng viên sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của Luật Lao động, được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Cách thức ứng tuyển: xin liên hệ hotline 0993 959 999 hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại số 83 phố Triều Khúc thuộc quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.